À, xin chào các bạn, video này Giang sẽ hướng dẫn cho các bạn cách chúng ta kết nối cái mạch Arduino Uno với lại cái phần MATLAB Simulink. Thì từ cửa sổ Command Window chúng ta muốn mở Simulink lên, chúng ta sẽ gõ vào cái lệnh là Simulink. Ở đây mình sẽ chọn tạo một cái model trống, blank model. Rồi, để lấy các cái đối tượng ở trong Simulink ra thì chúng ta chọn vào cái library browser. Đây là cái block thôi, block của Simulink. Thì chúng ta chọn vào phần Simulink, chọn vào phần source. Sau đó chúng ta lấy ra cái block để tạo sum. Nó là bên generator. Chúng ta kéo thả nó ra bên cái cửa sổ Simulink. Tương tự như vậy chúng ta vào cái phần Arduino Simulink Support Package for Arduino Hardware này, chúng ta sẽ lấy một cái block đó là Digital Output Digital Output. Thì trong bài này mình hướng dẫn cho các bạn cách lập trình để chấp tắt con led ha. Từ cái bên generator này chúng ta sẽ tạo ra một cái sum vuông có chu kỳ là 1 giây. Sau đó cái sum vuông này sẽ được xuất ra cái chân một cái chân IO của Arduino để nó tạo xung trên chân của Arduino ha. Bây giờ chúng ta sẽ kết nối cái output của cái bên generator với lại cái input của cái khối pin out của Arduino ha. Bây giờ chúng ta phải đi config cho cái bên generator nó tạo ra cái xung đúng theo ý muốn của chúng ta là chu kỳ là 1 giây. Các bạn double click vào nó. Ở đây cái phần parameter run time mình sẽ chọn là dựa trên cái sample time. Thì cái sample time mình sẽ lấy là khoảng 0.1 giây. Sample time có nghĩa là thời gian mẫu ha, thời gian mẫu. Thì cái chu kỳ của nó mình chọn là 0.1 giây. Thì ở đây cái period là cái chu kỳ của nó 0.1 mà các bạn nhân cho 10 nè thì sẽ ra là cái chu kỳ là 1 giây. Còn cái bandwidth là cái độ rộng sum của nó mình chọn là số 5. Số 5 nhân cho 0.1 tức là 0,5 giây. Như vậy là cái sum của mình nó sẽ có 0,5 giây ở mức mức 1 và 0,5 giây ở mức 0. Như vậy tổng chu kỳ của nó sẽ là 1 giây. Rồi, phần fade delay thì mình cái gốc pha ban đầu của nó mình cho nó bằng 0. Ok. Còn phần Arduino thì mình sẽ muốn nó xuất ra cái chân là D D13 trên cái chân D13 của Arduino nó có sẵn một cái con led. Mình sẽ đổi cái chân lại này lại thành chân 13. Ok. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ vào cái mục là Model Configuration Parameter để chúng ta chọn một số cái thông số. Phần Hardware Implement chúng ta sẽ chọn cái board, cái board của chúng ta là Arduino Uno. Rồi, sau đó chúng ta sẽ chọn cái cổng COM kết nối với lại board ở cái phần là Target Hardware Resource, phần Host Board Connection. Ở đây nó kêu mình là phải set cái host combo, tức là cái cổng COM trên máy tính của chúng ta nối với lại cái board Arduino và cổng COM trên máy. Thì nó có cái mode là automatically, tức là nó sẽ tự động chọn. Nhưng mà mình thấy đa phần trường hợp nó tự động chọn sai, cho nên ở đây mình chọn là manually, tức là chúng ta sẽ chọn bằng tay. Combo number number thì chúng ta xem thử là cái board của chúng ta nối vào cổng COM số bao nhiêu. Thì để coi được cái kết nối cổng COM với máy tính ấy, thì các bạn vào cái mục Computer lúc chụp phải chọn là Manager. Chọn vào Device Manager. Chọn vào cái danh sách COM board này. Thì ở đây mình sử dụng cái board Uno SMD, sử dụng chip dán. Cho nên nó sử dụng cái con chip là CH340 để nó làm cái câu kết nối UART sang USB. Như vậy là nó sẽ cái board Arduino của mình hiện tại đang nối vào cái cổng COM 18. Như vậy là ở cái phần combo number này mình sẽ gõ vào là số 18, kết nối ở cổng COM số 18. Apply, ok. Rồi, sau đó mình sẽ chọn vào cái nút là deploy to hardware để nó build cái chương trình. Nó tự động nó build cái chương trình Simulink này nè và nó nạp vào trong chip chúng ta. Thì trong trường hợp này mình build cái chương trình này nó sẽ
build thành một cái chương trình độc lập và nó nạp lên chip, nó chạy trực tiếp lên chip luôn, nó không liên quan gì tới máy tính nữa ha. Cho nên sau khi mà deploy xong một cái hộp mới nãy là cái cửa sổ mới nãy là cửa sổ summary, nó cho biết chúng ta là đã build xong chương trình rồi. Nó tóm tắt cái resource lại cho chúng ta xem. Thì ở đây mình đã build xong cái chương trình và nạp xuống xuống kit, thì các bạn thấy lúc này cái con led của mình đã chớp tắt nè, với tần số là 1 giây. Bây giờ để cho thấy cái sự thay đổi thì chúng ta giả sử chúng ta không tạo xong 1 giây nữa mà chúng ta tạo xong 2 giây, như vậy cái chu kỳ chúng ta sẽ tăng lên gấp đôi là 20. Độ rộng xung chúng ta sẽ lấy độ rộng là 50%, là nó sẽ bằng một nửa của cái chu kỳ ha. Apply, ok. Rồi mình build lại cái chương trình này, nạp xuống kit thì các bạn sẽ thấy nó chạy chậm hơn. Nó đang nạp chương trình xuống kit đó. Thì lúc này các bạn thấy con led nó đang chớp tắt với chu kỳ là 2 giây, 1 giây sáng lên và 1 giây tắt đi. Các bạn thấy nó chớp chậm hơn mới nãy đúng không? Được chưa? Và cái chương trình chúng ta sau khi build xong nó là chương trình độc lập, và dĩ nhiên mình có thể tắt hoặc lắp đi, cái board của mình nó vẫn chạy bình thường. Cái này mình có thể lưu lại hoặc là không ha. Thì ở trên máy tính mình tắt hết MATLAB luôn này. Đó, mình rút kết nối với máy tính ra, cắm vào lại thì để nó lấy nguồn thôi. Đó, thì sau khi khởi động xong cái board của mình nó chạy bình thường, nó vẫn chạy với chương trình là chớp tắt led với chu kỳ 2 giây mới này. Cho máy tính của mình không mở bất kỳ chương trình nào khác hết.